Theo tôi, để có một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc, nhất định phải có ba yếu tố, đó là shopping, tiệc tùng và trai đẹp. À, mà phải khỏe. Đương nhiên là phải thẳng, không được cong nha. Sao em về đây chơi ít ngày vậy? Không mở thêm ít hôm nữa. Ngày mai em phải đi làm, nên hôm nay phải lên đó. Anh tưởng nó đợt này em về đột xuất vậy là anh có cơ hội để nói. Anh đâu? Mệt đến quá. Đã nói với anh đó là bây giờ công việc ở trên Sài Gòn của em rất là tốt. Anh phải mừng cho em chứ. Mà sao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó hoài vậy? Chuyện của em với anh qua lâu rồi. Giờ vậy nha, anh ở đây á, lo làm ăn, lo kiếm tiền nè. À, chăm sóc cái ruộng bắp của anh nữa. Rồi sau này lấy vợ hả? Hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc có phải tốt hơn không? Còn em á, em phải lên Sài Gòn rồi. Ờ, thôi thôi. Vậy em đi đi, coi chừng trễ giờ á. À, mấy trái bắp. Alo. Ủa, anh đang ngoài xe hả? Em ra liền nè. Hả? Trời ơi, dễ gì mà quên mấy trái bắp của anh. Ê, Châu, mấy trái này nè, mấy trái bắp đặc biệt á. Anh tuyển chọn mấy trái dữ nhất trong vườn nha. Nấu chèo ngon lắm á. Biết rồi, anh đi vô đi, đừng có tiện em nữa. Alo anh hả? Bây giờ anh về nhà hay đang ở đâu đó? Không có lan đầu cút trút gì đâu đó nha. Em đang giữ vali của anh, mai em để anh ở sân bay. Nhớ đến đúng giờ, khó khăn lắm em đưa vô ông già đi cung đảo với anh. Nhớ nghe chưa? Bye anh. Ngon. Mày nhìn gì vậy? Thằng cô chủ. Giờ này còn chủ cả vô. Đứng lại. Con tập thể dục buổi tối cho nó dễ ngủ. Tao có cho mày đi học múa ba lê hả? Dạ không, con đi xuống dưới đây đi toilet. Ủa, nhà tao có toilet ngoài đường hồi nào vậy? Đưa nó về tới dưới, giao cho nội nó xong rồi dòng lên liền. Yes sir. Nè, đi dọc đường không có cho nó ghé dọc ghé ngang đâu hết kìa chưa? Yes sir. Coi. Ba. Ba. Cái gì? Ba cho con ở lại chăm sóc ba nha. Ba lớn tuổi rồi, phải có người chăm sóc cho ba chứ, đúng không? Chăm sóc ba? Dạ. Cái cách chăm sóc ba tốt nhất. Cách gì? Là đừng có chăm sóc cái gì hết. Đi về cho nội mày xử mày. Đi. Ba, con nhớ má quá. Sắp đám giỗ của má rồi đó. Ba cho con ở lại để đi thăm mộ má nha. Nhớ má. Thăm mộ má. Lo đám giỗ cho má. Lên xe. Vẫn đi hả? Lên xe. Đi thì đi. Tài xế. Là cháu qua từ Bắp không tụi bay? Thì đúng rồi đó đại ca. Nhìn nhỏ đã hả đại ca? Ở cái thằng Đông mà đó đụng với tao vụ con Châu á, cũng đang ở nhà qua từ Bắp không?
Dạ, dạ đúng luôn á. Ủa, sao có hai cái vali vậy ta? Ờ, của tôi chứ của ai? Không thấy hai cái giống nhau hả? Trời xế gì mà nhiều chuyện hết sức à. Rồi lấy cái này xuống luôn hả chị? Ừ. Để nó tự kéo. Nè, tự xách vô nhà để cho đàng hoàng. Con gái con đứa vậy đó. Thôi với nội, nội diễn lố rồi đó. Con giận thiệt cái nha. Mà thương con. Ừ, trời ơi, con vàng của bà nội nè. Con hút xoàn của bà nội nè. Nội mà con diễn như vậy á, một thằng lái xe nó về nó biết với bà con, bà con đổi con đi chỗ khác. Mà đi cái chỗ khác thì con cực. Mà bà nội nhớ thì bà nội lấy con vàng cho bà nội hôn. Đi vô nội chuẩn bị trái cây để ông tủ lạnh cho con ăn nè. Con, con vàng của nội. Dạ. Nội à. Coi như con nghỉ dưỡng ở đây một tuần với nội. Rồi nội báo với ba con á là con ngoan rồi nha. Trời ơi, đợt này coi bộ khó à con. Bởi vì ba con biết nội cưng con, cho nên là mấy lần bao che con á, ba con xin nghi. Bởi vậy ngày nào nó cũng điện thoại cho thằng Đông hết trơn á. Thằng Đông là thằng nào? À, thằng Đông là con Bắc Kiệt, bạn của ba con hồi nhỏ. Tội nghiệp ba má nó mất sớm, cho nên là ba con mới đưa thằng Đông về để ở với nội đó. Nó mang ơn ba con lớn lắm, cho nên là nó không có ai vui với nội bao che cho con đâu. Alo, anh hả? Anh đang làm cái gì đó? Em cũng đang nhậu một mình nè. Nhớ anh quá à. Nhìn vali đồ. Thiệt là nhớ anh quá đi. Nó lẽ giờ này hai đứa mình ở ngoài cung đảo ngắm biển rồi ha. Giọng ai đó? Anh đang đi với con nào? Bạn, bạn là ai? Có ai mà tôi không biết. Alo, Lâm. Alo, Lâm, thằng Lâm. Thơm ta. Sao em bò ra đi? Anh nào có tội tình gì? Sao em bò ra đi? Anh nào có lẩu lầm chi? Nay em bò ra đi để anh thương nhớ hoài đánh răng cái nào. Chàng trai vẫn muốn quay kìa ngon út trong thấy ghê. Phỉ như sợi chỉ đem xỏ vô cái liêm sỉ. You là người hát om sòm cả đêm đúng không? Ờ thì sao? À còn